Để tôi giúp chị. Cậu cứ để tôi, cảm ơn cậu. Chào cụ Thí nhé. Nhanh chân lên kẹo muộn chờ chị em ơi. Nhanh lên. Còn giặc thứ vòng cổ đấy, chạy đi gặp con ơi, chạy đi, nhanh lên, chạy đi. Sau khi lên ngôi hoàng đế nước Mông Cổ, đội quân của Thành Cát Tư Hãn đã tung hoành khắp châu Á, châu Âu. Nơi nào võ ngựa của quân Mông Cổ đi qua, nơi ấy cỏ không mọc lên được nữa. Đội quân thiện chiến của Thành Cát Tư Hãn đã biến cả miền Trung Á thành thuộc địa của Mông Cổ, tiếp tục cuộc viễn chinh về phía Tây, chiếm vùng đất sông Volga và xâm nhập vào châu Âu. Tâu bệ hạ, sứ giặc ngày càng lấn tới, ngang tàng và hống hách, lộ rõ âm mưu, giặc chúng muốn xâm chiếm này. Đại Việt ta. Ta làm sao thắng được? Không thể thắng được. Không làm sao được. Tâu bệ hạ, chi bằng chúng ta cầu hòa để cứu cho muôn dân khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Dạ đúng đấy, chỉ cho chúng mượn đường đánh Chiêm Thành thôi mà. Mông Cổ quân đông, tướng nhiều, thế mạnh như vũ bão. Nhưng Đại Việt ta hàng ngàn năm rồi không cam chịu ách đô hộ của giặc phương Bắc, chưa bao giờ chúng ta chịu khuất phục. Mượn đường đánh Chiêm Thành là nằm trong âm mưu thôn tính Đại Việt của giặc Nguyên Mông. Đúng đấy, đó là kế mượn đường diệt quắc. Tham vọng thôn tính Đại Việt ta quá rõ ràng, không thể dễ dàng như vậy được. Thưa bệ hạ, đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Nếu các khanh đồng lòng thì câu trả lời của ta là quyết đuổi quân giặc ra khỏi Thăng Long. Hoàng thượng vạn tuế. Cho chúng biết khí phách của Đại Việt ta. Sau khi chiếm một loạt các nước châu Âu, san bằng châu Á, chiếm một phần nước Tống và trở thành nỗi kinh hoàng của toàn Á Âu, tháng 2 năm 1258, giặc Mông Cổ tràn sang xâm lược nước ta. Giặc Mông đã xâm phạm bờ cõi nước ta. Thái sư, hãy cho ta biết kế hoạch cự địch thực hiện đến đâu rồi. Tâu bệ hạ, việc bảo toàn lực lượng, bỏ ngỏ Thăng Long, dùng kế vườn không nhà trống, chờ thời phản công đã hoàn tất. Trong phép dùng binh, việc tiến lui còn tùy ở chiến sự. Giặc cậy trường trận, ta có đoàn binh, lấy yếu đánh mạnh là việc thường trong binh pháp. Xin bệ hạ chớ lo lắng quá. Vua quan nhà Trần là một lũ thỏ đấy. Lục soát cho ta. Dạ bẩm, cả kinh thành không một bóng người ạ. Vua tôi nhà Trần sợ quá mà chạy hết cả rồi à? Chẳng lẽ không còn một mống nào sợ? Dạ, vâng. À không, chỉ còn ba tên của ta bị trói vào cột đá ở chính điện ạ. Đâu? Hả? Thì ra là ba tên sứ giả. Dạ bẩm. Vâng.
sạch, đốt sạch đi. Dạ, bẩm tướng quân, cả kinh thành trống rỗng, không một bóng người. Nhưng quân Trần không biết từ đâu. Dạ bẩm, quân lính không có lương thực thực phẩm, vô cùng đói khát, thời tiết nóng nực khó chịu, làn da ốm hết. Dạ tướng quân, kỵ binh hậu quân của ta đã bị quân của Trần Hưng Đạo đánh tan rồi ạ. Sao lại có thể như vậy được? Trời, ta chưa bao giờ gặp tình trạng tồi tệ như thế này. Thực hiện kế hoạch thanh dã của Hưng Đạo Vương, Thăng Long chỉ còn là một tòa thành vắng lặng, vườn không nhà trống. Quân Mông Cổ không thể cướp bóc gì được. Những toán quân nhỏ tinh nhuệ của ta liên tục tấn công vào nơi đồn trú của giặc, khiến cho chúng thất điên bát đảo suốt ngày đêm. Ngày Tết đầu năm đã cận kề mà chẳng được ăn no, thời tiết quá nóng nực. Mặt khác, hậu quân đã bị Trần Hưng Đạo đánh tan không còn điểm tựa. Quân lính không còn tinh thần chiến đấu nữa. Chúng sợ nếu quân Trần kết hợp đánh gọng kìm, chắc khó bề thoát nổi. Chúng phải rút lui khỏi thành, đóng quân tại các cứ điểm then chốt. Tâu bệ hạ, hậu quân của giặc đã bị đánh tan. Ta đã thu toàn bộ lương thực, vũ khí của giặc. Dạ, thần nghe tin quân giặc rất hoang mang dao động, không còn chí khí đánh trận nữa. Thần nghĩ ta nên nhân cơ hội này phản công một trận để giành lại Thăng Long. Thừa thắng, ta ra lệnh phản công. Trời ơi, ta mắc mưu Trần Hưng Đạo rồi. Trên bờ, dưới sông đều bị vây kín. Rút lui. Hơn 20 năm đã trôi qua, kể từ khi quân Nguyên Mông thất bại khi xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, quân Nguyên vẫn có dã tâm nuôi chí báo thù quyết xâm lược Đại Việt. Chúng thường xuyên cử sứ thần sang nước ta với những yêu sách rất vô lý. Các sứ thần thỏa sức ngang tàng hoành hành, coi thường triều đình và dân chúng Đại Việt. Nhà Trần cố gắng nhẫn nhịn để tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Kế sách ngụ binh ư nông sáng suốt của Hưng Đạo Đại Vương vẫn được thực hiện. Theo đó, những người nông dân vừa giúp được gia đình việc cày cấy, vừa thành người lính sẵn sàng ra trận khi có biến. Nhìn kìa, dân Nam man dợ, sợ oai của ta bỏ chạy như vịt. Đúng là quân ăn cướp. Vào thành phải xuống ngựa, bỏ gươm. Các người dám cản đường sứ giả của thiên triều, chúng các người hãy không rước ta vào cửa chính thì vua tôi các người hãy bắt cò vồng mời ta tới. Hơn 20 năm qua, lũ giặc Nguyên Mông vẫn âm thầm nuôi chí báo thù. Giờ là lúc chúng chuẩn bị xâm lược nước ta một lần nữa. Thần vâng mệnh đón tiếp sứ giặc Sài Thung. Hắn thật hung hăng hống hách. Chúng ta không thực hiện theo 6 yêu sách của chúng, chúng càng lấn tới, đưa ra những yêu sách vô cùng ngang ngược như sửa đường xá để quân thiên triều quá đánh quân Chiêm Thành, bắt vua Trần phải nghênh tiếp chuẩn bị lương thực và quân tinh nhuệ phụ lực với quân thiên triều để đi đánh quân Chiêm Thành. Không thể đánh mất chủ quyền quốc gia, ta quyết không chấp nhận dù chỉ là một yêu sách.
quan gia hay nén giận, trước tiên cần che mắt không cho chúng có cơ hội dò la quân tình của ta. Mặt khác, phải gắng nhẫn nhịn để tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Thần biết thánh thượng và quan gia ngày đêm lo lắng vì nạn nước, nên thần kịp về lĩnh mệnh. Khanh hãy bình thân, ta đang nóng lòng muốn biết chẳng hay kế sách phú quốc cường binh của khanh đã thực hiện đến đâu rồi. Muôn đâu, vâng mệnh triều đình, thần đã áp dụng kế sách, kết quả thật đáng mừng. Dân có thêm ruộng đất, có lương thực dự trữ, nhờ đó mà nguồn quân lương dồi dào, hiềm một nỗi. Chắc hẳn vương huynh nói đến việc một số vương hầu và quan lại không muốn giảm bớt quyền lợi đất đai. Họ thật thiển cận, nước mất thì thái ấp của họ cũng đâu còn. Trịnh Giác Mật cùng các tù trưởng vùng phên dậu phía Bắc cấu kết lập lãnh địa riêng, triều đình đã cử nhiều đợt quân đi thuần phục mà chưa được. Không những thế, còn gây sự hà hiếp dân chúng, khiến dân nổi lên chống lại triều đình. Lời thái sư thật chí lý, trong ngoài dốc sức, trên dưới đồng lòng mới mong thắng được giặc Mạnh. Chấm đã cử 10,000 quân giúp Chiêm Thành cự giặc, âu cũng là củng cố phên dậu phía Nam. Việc phía Bắc đành phải chờ tin Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ở Đà Giang đi chinh phục Trịnh Giác Mật. Bẩm tu trưởng, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật thay mặt triều đình đến để xin lỗi dân bản và xử phạt nặng bọn tham quan, ức hiếp dân lành, mạo phạm đến tục lệ của người Mãn chúng ta. Hãy cảnh giác, đã nhiều lần quân triều đình đến đây đàm phán. Không phải đàm phán, vào là giết. Xin tù trưởng hãy cẩn trọng. Ta vì căm tức mấy tên quan lại nham hiểm, coi thường người Mãn mà nổi dậy, chứ nào có bụng làm phản chống lại triều đình. Này giặc ngoại xâm lăm le cướp nước, lòng ta cũng dối như tơ vỏ. Thôi, cứ sắp đặt mọi chuyện như ta đã. Xin tuân lệnh. Xin vương gia hãy cho tiểu tướng theo hầu. Thôi, ta chỉ cần một tiểu đồng đi là đủ. Nếu vương gia không trở về, các ngươi chớ lo lắng quá. Ta đem điều nhân nghĩa, đạo lý của triều đình đến với họ, đâu chỉ vì chút an nguy của bản thân mà làm hỏng việc lớn được. Những lần trước quân lính rầm rộ, sao lần này chỉ có một mình Trần Nhật Duật nhỉ? 1,000 gươm giáo cũng không hù dọa nổi một Chiêu Văn Vương. Ta thật hổ thẹn vì là người hẹp lượng. Ta đã sai rồi. Tôi tưởng triều đình cử binh hùng tướng mạnh đến để uy hiếp vùng Đà Giang hẻo lánh này. Ta đã biết tướng quân là bậc quân tử, một tù trưởng có hào khí vì dân vì nước. Cảm ơn vương gia. Chúng tôi vô cùng cảm phục danh tiếng và phong thái của ngài. Xin mời vương huynh. Xin mời tướng quân. Xin mời tướng quân. Xin mời vương huynh. Xin cho chú chim nhỏ này thay tiểu đệ luôn bên cạnh sư huynh. Nếu có điều gì dạy bảo, xin sư huynh hãy cho đại bàng mang tin về. Vô cùng cảm tạ, thật là ý trời. Hẹn gặp lại tướng quân. Vương huynh đi mạnh giỏi. Bác Ngô à, Chiêu Văn Vương quả là tài trí hơn người, không mất một hòn tên ngọn giáo đã quy phục được tù trưởng Trịnh Giác Mật. Này cháu, luyện tập thôi, đừng quên chúng ta là nông dân nhưng cũng là lính của Đức Ông Hưng Đạo Vương đó. Đúng là nhờ kế sách ngụ binh ư nông của ngài mà ta được về giúp vợ con việc cày cấy. Khi có biến, ta lại lên đường ra chiến trận. Ui! À! Ui! Ui! À! Ui! Ui! À! Tướng Giá Tượng đang trên đường về kinh thành đó. Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Ít Kiêu, còn bao người tài giỏi khác cũng mộ Tiếng Hưng Đạo Vương mà tìm về.
lòng ta giờ ngổn ngang trăm mối, làm sao đây giữ chọn chữ chung với nước, hiếu với đạo nhà. Oán kiều nên cởi, mệnh nước phải đặt lên hàng đầu, mong rằng thân phụ ở dưới suối vàng hiểu cho lòng con. Các khanh, người chủ ý không muốn cho quân Nguyên Mông mượn đường, người còn phân vân muốn chủ hỏa, ta biết liệu bề nào đây? Đánh chúng khác gì đem trứng chọi đá, cả Hoa Hạ đã thuộc về Nguyên Mông, cả vua tôi Tống Triều phải nhảy xuống biển Bột Hải mà tự vẫn, sức ta sao có thể chống trả được? Ai kia như Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư? Thương thay lỗi lầm của tuổi trẻ, khiến thân trai cơ cực đến nhường kia. Muôn đâu, trong giờ phút đất nước lâm nguy, với những người tài, ta nên mở rộng vòng tay để nhân thêm sức mạnh. Khanh thực lòng bỏ qua cho Nhân Huệ Vương tội làm dối gia đạo của khanh sao? Thần thiết nghĩ, cần lấy việc nước làm trọng. Chuyện võ tướng cầm quân xông pha bao trận mạc vẫn gục ngã trước ải mỹ nhân, âu cũng là lẽ tự nhiên. Được lời nói này của khanh, ta nào hẹp lượng. Truyền gọi Nhân Huệ Vương. Truyền Nhân Huệ Vương. Đội ơn thánh thượng và quan gia đã xá tội cho thần. Hãy tạ ơn vương gia đã rộng lòng với ngươi đi. Kẻ tội thần này nhờ hoàng ân mà được xá tội. Nay vận nước lâm nguy, nguyện đem thân này quyết một phen sống mái với giặc. Xin thượng hoàng và quan gia cho đánh, cho giặc mượn đường đánh chiêm thành là rước kẻ cướp đến nhà. Không thể được, chúng ta nên quyết đánh. Thế giặc rất mạnh, phía tây đã chiếm đến sông Amur, phía đông đã định xong Cao Ly, cả Hoa Hạ nằm trong tay chúng. Nếu chống lại, liệu ta có giữ được Tống Miếu tổ tiên? Xin thánh thượng và quan gia cho đánh. Bọn giặc thát ngày càng lấn tới, chúng coi thường ta quá lắm, không thể nén chịu mãi được. Hãy cho ta biết quyết định cuối cùng của các khanh, đánh hay hòa. Ai ở trên đó? Muôn tâu là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản ạ. Cho đánh, cho giặc mượn đường là mất nước. Chưa nếm trải nỗi khiếp sợ của cảnh máu lửa mà dám cả gan gây rối, thật là đồ nghịch tử. Xin quan gia trói lại trị tội khi quân. Trần Quốc Toản quả là đã phạm luật, song xét tới gốc là vì lo cho nước cho dân, đáng khen thay tấm lòng chàng thiếu niên quả cảm. Tự ý xông vào nơi họp bàn quốc sự là phạm vào luật của triều đình, nhưng xét tình Hoài Văn Hầu tuổi trẻ lại biết lo cho vua cho nước, chí ấy đáng trọng, cũng nên ban thưởng. Bọn trẻ luôn hăng máu, nhưng việc nước đâu phải trò chơi. Được rồi, để xem ai dám chê ta là trẻ con nữa. Nay chấm ban cho quốc công thanh bảo kiếm truyền quốc, để quốc công thay chấm điều hành việc quân cơ chống giặc. Đội ơn thánh thượng, quốc công, quốc công, ta cùng các hy sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, trông thấy sứ giặc đi nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ nhục triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, cậy thế hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, ý thế Vân Nam Vương để vét bạc vàng, của khó có hạ lòng tham khôn cùng. Khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau. Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sĩ mà không biết thẹn, thân làm tướng mà phải hầu giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc thái thường để hiến ngụy sứ mà không biết căm.
lấy việc trọi gà làm vui đùa, đánh bạc làm tiêu khiển, nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước. Nếu có giặc đến thì cựa gà trống sao đâm thùng được áo giáp, mẹo cờ bạc sao dùng nổi quân mưu, chén rượu ngon không làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Khi bây giờ ta cùng các ngươi bị bắt, đau xót biết nhường nào. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ căm tức chưa xẻ thịt lột ra, bòi gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng, ta cũng cam lòng. Trình hai vương huynh, đó là lá cờ của Triệu Trung, tướng nhà Tống quy phục triều đình, góp sức cùng đánh giặc Nguyên, trả mối thù mất nước của họ. Phá cường địch, báo hoàng ân. Chàng thiếu niên này đã trưởng thành rồi. Các ngươi làm gì vậy? Trình nhị vị vương gia, tiểu tướng cùng quân sĩ đang thích chữ sát thát, thề không đội trời chung với giặc thát. Chí giết giặc của tướng sĩ các ngươi xứng đáng làm tấm gương cho các đạo binh khác noi theo, thật đáng khen thưởng. Tạ ơn nhị vị vương gia. Khá lắm, khá lắm. Vừa rồi, đệ phục binh dùng thế thập lý mai phục, khiến ta nghĩ ra một kế. Không biết ý đệ thế nào? Quả là một kế hay. Nếu kết hợp với các thế cờ, tứ sách bảo thanh, lập kế bỏ thành, phá phủ Trầm Châu, phá nổi Dìm Ghe, ta sẽ giảm được nhiều tổn thất, đẩy quân giặc vào thế khốn đốn, thiếu lương thảo. Vương huynh thoái quân, chắc hẳn muốn dùng kế tam khí châu du chọc giận chúng để tìm ra sơ hở kẻ địch mà phản công. Vương đệ thật hiểu ý ta. Địch mạnh, ta yếu. Địch muốn đánh, ta sẽ đánh ghi binh cho chúng không biết đâu mà đánh. Chúng muốn đánh nhanh, ta đánh chậm. Muốn đánh lớn, thì ta đánh nhỏ. Lâu dần chán trường át sinh biến. Đó là lúc thời cơ của ta đã điểm. Thật là cao kiến. Đây chính là thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít thắng nhiều. Đệ xin bái phục bình nguyên sách của vương huynh. Vương đệ quá lời khen. Ta cũng rất may có đệ trợ giúp. Là anh em, đệ quá là anh em tốt. Nếu là đối thủ thì cũng thật vinh dự cho kẻ đối đầu. Nhìn kia, quốc công tắm cho thượng tướng. Đây là sự thực chăng? Bẩm phụ vương, là sự thực đó ạ. Nhìn cử chỉ thân tình của họ, con thấy mình như được tắm gội từ trong tâm hồn. Hai người đứng đầu hai ngành trưởng thứ của triều Trần đã xích lại gần nhau, phá bỏ hiềm khích thù hận trong nội tộc. Vì vận nước, anh em hòa mục, dốc lòng đánh giặc, thật là phúc cho nước nhà. Thánh thượng vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế. Chấm miễn lễ, các khanh bình thân. Môn tâu, nhờ chính sách phú quốc cường binh mà quân lương dồi dào, quân lính tăng gấp đôi, chưa kể dân binh các lộ, các vương hầu cùng khởi binh đánh giặc. Lời hịch của quốc công đưa ra khiến dân chúng đều nức lòng đánh giặc, rủ nhau sắm khí giới, góp vải may buồm cho thủy quân, áo ấm cho binh sĩ, góp chum vải đựng quân lương. Thế nước đang lên, nhưng ta vẫn e
còn nhiều người chưa vững tâm, xem ra còn sợ thế giặc. Đánh giặc là việc của toàn dân chứ không riêng của triều đình. Theo thiện ý của thần, nên mở một hội nghị để người dân tỏ nguyện. Lời quốc công quả là vàng ngọc, lòng dân mà thuận, việc chống giặc ắt thành công. Tạ ơn thánh thượng, quả là một việc hiếm có xưa nay. Chấm theo lời quốc công, cho mời các bô lão từ khắp các miền đất nước tới bàn kế chống giặc, lấy điện Diên Hồng làm nơi nghị sự. Đây là nguồn lương thực dự trữ, không thể rơi vào tay giặc. Chúng bay có đến đây thì cũng chỉ là vườn không nhà trống. Ta đến đây. Chúng ta đã thực hiện tốt lệnh của Hưng Đạo Đại Vương rồi đấy. Nhớ nhá, khi có giặc đến là phải quyết đánh. Nếu sức không đánh được thì cho phép lẩn trốn vào rừng núi chứ không được hàng. Mỗi khi chạy giặc, nếu lương thực không thể mang theo hay chôn giấu được thì phải hủy bỏ hết, kể cả hoa màu trên đồng ruộng phải phá hủy hết không tiếc. Nhất thiết không được để một chút gì ăn được cho giặc lấy mà nuôi quân đánh ta. Bẩm ngài, chỉ còn có quả chuối đấy ạ. Chào các cụ. Chúng ta được vua mời về bàn việc nước, thật vinh dự quá. Thật vinh hạnh, vinh hạnh. Ê, lão được ủy thác của dân hương đến đây chỉ xin quan gia gọn một chữ: đánh. Thế cụ có biết quân Nguyên không chỉ đông mà còn thiện chiến không? Thế nước giờ như trứng chồng, tôi cứ lo là. Này các cụ, nghe nói thế giặc kỳ này mạnh hơn năm Nguyên Phong đến mấy mươi lần. Quan gia vời các cụ bàn quốc sự, các cụ tính sao? Tôi biết, nhưng nghĩ rằng tất cả đồng lòng thì sợ gì chứ? Cụ nói vậy tôi ưng cái bụng lắm mà. Tôi trèo đèo lội suối mất bao ngày về đây, chỉ mong góp một tiếng đánh của dân bản mà thôi. Lão nghe truyền rằng, vào lúc vận nước hưng thịnh, khí thiêng của sông núi hội tụ, dòng đá này sẽ hiển linh thành dòng vàng. Lão ước sao thế nước nổi lên, dòng vàng thăng thiên, lão dù có về nơi chín suối cũng yên lòng. Chấm miễn lễ, mời các trưởng lão bình thân. Chấm phải mời các trưởng lão đến đây vì vận nước đang gặp lúc gian nan. Nhà Nguyên muốn mượn đường nước ta để đánh Chiêm Thành. Cho mượn là mở đường cho chúng vào cướp nước. Không cho chúng mượn thì chúng tràn sang. Phải quyết đánh thôi. Phải quyết đánh. Đông lòng mà đánh đúng rồi. Các bậc trưởng lão thay mặt quốc dân, vậy ta xin hỏi, ta nên hòa hay đánh? Xin đánh. Quyết đánh. Xin quyết đánh. Cho đánh. Quyết đánh. Quyết đánh. Quyết đánh. Quyết đánh. Xin đánh. Chúng ta xin đánh. Xin đánh. Xin đánh. Xin đánh. Xin đánh. Quyết đánh. Quyết đánh. Như vậy là các trưởng lão đều đồng lòng quyết đánh. Xin quan gia cho đánh. Truyền thực hiện kế hoạch thanh giá. Dạ. Dạ.
xuống. Tiền lui quân về Vạn Kiếp để bảo toàn lực lượng. Được, hãy đợi đấy. Chúng mày sẽ chết vì những hào sâu phía trước thôi. Hãy lui quân vào các hang động, rút quân theo khe suối, tiêu hủy hết lương thực. Truyền cho ta một thuyền nhỏ. Hoàng thượng giá lâm, ta nhận tin Chi Lăng nội bàng thất thủ, quân ta phải lui quân về lập phòng tuyến ở Vạn Kiếp nên bồn chồn không yên. Để thánh thượng lo lắng như vậy, tội thần đáng muôn chết. Thế giặc mạnh như nước lũ, ta mà chống lại với chúng thì dân sự tàn hại, hay là ta hãy chịu hàng chúng để cứu lấy muôn dân? Bệ hạ nói câu ấy thì thật là lời nhân đức, nhưng còn Tôn Miếu, xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng thì trước hết hãy chém đầu thần đi đã. Xin người yên lòng, đầu thần còn, xã tắc cũng còn, thần đã có kế đánh bại giặc. Vậy ta sẽ theo sự sắp đặt của quốc công. Quân Đại Việt chỉ có mỗi cách này thôi sao? Quân bay, bày tiệc trên chính điện của chúng, cho chúng bay thỏa sức say sưa. Bẩm đại vương, cả Thăng Long trống trơn, không lương thực, thực phẩm, quân Trần Tú đã mang theo tất cả rồi ạ. Ngươi nói gì? Một tòa thành trống không à? Dạ, đầu đầu cũng có khẩu hiệu sát thát, chúng còn xăm cả lên cánh tay nữa. Đại quân chúng ta không biết trốn đâu hết, chỉ còn một số dân điện cứng đầu ẩn nấp, rồi bất ngờ xông ra đánh ạ. Ôi láo xược, ta sẽ chặt những cánh tay xăm chữ sát thát, chất cao thành núi, để hạ cơn giận này. Đốt sạch, giết sạch, bắt bằng được vua chân cho ta. Tên này rất ngông cuồng, bao của ngon vật lạ, vàng bạc châu báu, hắn chẳng mảy may động lòng, lại còn tuyệt thực mấy ngày nay, không thèm ăn uống gì.
Tên kia thấy đại vương sao không quỳ xuống? Thật là một bậc anh hùng, phúc cho ai có những người như tướng quân dưới trướng. Tướng quân, hãy theo ta về làm vương đất Bắc. Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Tướng quân hãy suy tính cho kỹ. Bọn bay mang rượu ra đây. Ta đã bị bắt thì chỉ có một chết mà thôi, làm gì phải hỏi lôi thôi mãi. Quân bay mang hắn ra chém. Bẩm đại vương, ta đã phá nát kinh thành, đuổi cho vua tôi nhà Trần chạy kinh hồn bạt vía. Vậy mà dân Đại Việt xem chừng vẫn cứng đầu cứng cổ lắm. Ngươi thật là một lũ vô dụng. Ta mà được những võ tướng kiêu dũng như người này, nghiệp chinh phục thiên hạ ắt thành. Vì triều đình mà xả thân chặn giặc, Bình Trọng tướng quân đã anh dũng hy sinh, mất đi viên dũng tướng can trường khiến lòng ta đau đớn. Nỗi đau ấy khiến ta càng giận những kẻ quyền cao chức trọng như Trần Ích Tắc, Trần Kiện, tham sống sợ chết chạy sang hàng giặc. Thật là nỗi ô nhục cho họ Trần ta. Nay ta truy phong cho Bình Trọng tướng quân là Bảo Nghĩa Hầu. Truyền truy phong Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng. Có gì ăn đâu, mấy tuần nay quân Trần quấy phá triệt đường thiết tế, lần lượt mỗi người một bát, không xô đẩy nhau. Đưa cho. Đại vương, kiếm mãi mới được vài củ khoai. Đây là vỏ rượu cuối cùng, mời đại vương xây tạm ạ. Một lũ vô dụng. Ta có lời ngợi khen tướng sĩ thực hiện nghiêm quân lệnh, bảo toàn lực lượng, xuất quỷ nhập thần, quấy phá tiêu hao sinh lực địch. Lúc này thế giặc lung lay dao động, thời cơ đã điểm. Ta quyết định đánh địch ở Hàm Tử để phá thế liên hoàn giữa Toa Đô và Thoát Hoan. Dạ, xin quốc công cho phép tôi được đánh trận này. Chiêu Văn Vương đi trận này, ta rất yên tâm. Xin quốc công cho tiểu tướng theo Chiêu Văn Vương đánh trận. Toa Đô sức khỏe hơn người, xem ra chỉ có tướng Nguyễn Khoái là địch được hắn. Ta cử tướng Nguyễn Khoái giúp Chiêu Văn Vương. Tạ ơn quốc công. Hoài Văn tuy giỏi đánh bộ, nhưng còn đánh thủy, e rằng... Xin quốc công cho phép, dù thủy, bộ, tiểu tướng cũng đánh cho Toa Đô không còn mảnh giáp. Nếu không, xin nộp đầu dưới trướng. Là ta thử ngươi đó thôi. Vậy cho Hoài Văn Hầu làm phó tướng. Ta đợi tin thắng trận xin của ngươi. Xin tạ ơn quốc công. Nước nhà còn mất là dựa vào trận phản công này. Vương đệ phải làm sao thắng trận mới được. Xin vương huynh cứ yên lòng, đệ đã có kế sách phá địch.
với đội binh của Triệu Trung, ta đã có sắp đặt trước. Về phần hai vị, ta liệu kế này. Quân Trần sợ khiếp vía, chả còn mông nào dám cự lại với ta. Nhà Trần hết binh tướng rồi hay sao mà cho một đứa trẻ danh ra làm vướng đường ta? Quân mày tiến lên. Mau đuổi theo chúng. Thần đã lệnh cho Hoài Văn Hầu và Phạm Ngũ Lão làm phó tướng, đem đại quân tiến về Trương Dương phá trận địch. Thượng tướng Triệu Minh Vương tiến thẳng về Thăng Long. Trương Dương đã thắng lợi, Thăng Long đã về ta. Đúng như ta dự liệu, thế trận thủy chiến của ta thoát hoàn hòa có 3 đầu 6 tay mới hồng thoát nổi. Trình quốc công, tướng giặc Toa Đô đã tử trận, Ô Mã Nhi chạy thoát ra biển, Tây Kết đã về ta. Thoát hoàn biết tin này, hắn sẽ hồn bay phách lạc. Bẩm, thoát hoàn cùng đám tản quân đã cao chạy xa bay rồi ạ. Ta đã cho Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Khoái dàn quân đợi sẵn. Hắn sẽ cùng đường trên đất vạn kiếp của ta. Bẩm, quân giặc tháo chạy theo hướng vạn kiếp đã bị tướng Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Hưng Võ Vương Quốc Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Quốc Úy đánh cho tan tác ạ. Bẩm, tướng giặc là Lý Hằng và Lý Quán trúng tên chết, thoát hoan chui vào ống đồng, sai tàn quân khiêng chạy một cách khiếp sợ qua biên giới. Tướng giặc bỏ chạy, 50 vạn quân Nguyên Mông bị đánh tan tác, toàn thắng đã về ta. Bẩm quốc công, Hoài Văn Hầu chặn giặc trên sông Như Nguyệt, chiến đấu vô cùng anh dũng. Không may, chúng phải tên độc đã hy sinh rồi ạ. Đội ơn triều đình, cùng vương gia đánh đuổi giặc thát, bọn tiểu dân cùng con cháu lại được về nhà. Xin trưởng lão đừng đa lễ,
Thắng giặc là công của toàn thể quốc dân. Chỉ tiếc là nhà cửa, tài sản của dân đã bị giặc đốt phá. Bẩm vương gia, còn người còn của, đất đai của tổ tông còn, ta sẽ gây dựng lại tất cả. Được lời này của trưởng lão, ta rất yên lòng. Dạ, bẩm đại vương, chúng con đau vai, mỏi tay quá. Bẩm đại vương, con nhớ chân ạ. Bọn trẻ kia, chúng đang chơi trò gì vậy? Dạ, chúng đang diễn lại trò thoát hoan chui vào ống đồng, bắt quân khanh về nước đấy ạ. Lần sau tao không đóng thoát hoan nữa. Không làm thoát hoan nữa đâu. Không làm, không làm. Muôn tâu, thắng giặc nguyên, toàn dân được miễn sưu thuế. Những người tử trận đã được truy phong, vợ con, người thân được chu cấp, tướng lĩnh có công được phong thưởng, kẻ có tội thì được luận tội nghiêm minh, còn đám tù binh xin thánh thượng và quan gia định xử. Muôn tâu, trong 50 vạn quân giặc, ngoài số trốn thoát qua biên giới và chết trận, còn hơn 5 vạn tên bị bắt làm tù binh. Xin hãy mở lượng khoan hồng, tha cho chúng về nước. Đại Việt ta lấy nhân nghĩa để trị hung tàn. Ta chuẩn tấu, mở lượng từ bi, tha cho chúng về nước. Thần vâng mệnh, để lũ thủy quân đi về bằng đường bộ. Còn bọn bộ binh lên thuyền theo đường biển mà về nước. Thánh thượng vạn tuế! Đoạt giáo Trương Dương Đồ, cầm hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình Tú Chí Lực, Vạn Cổ Thử Giang San. Thật là tuyệt vời, xin mời vương đệ. Biết rõ bọn giặc chưa từ bỏ dã tâm xâm lược Đại Việt, nên sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285, quân và dân ta luôn đề cao cảnh giác, chuẩn bị sức người, sức của, sẵn sàng chống lại lũ giặc ngoại xâm. Sau hai lần xâm lược Đại Việt thất bại ê chề, con trai Hốt Tất Liệt là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng trốn về nước. Chúa Nguyên hết sức cay cú và tức giận, hắn quyết định đình lại việc xâm lăng Nhật Bản, dồn hết lực lượng chuẩn bị đánh Đại Việt một lần nữa để phục thù. Rút kinh nghiệm hai lần đánh Đại Việt trước, lần này Hốt Tất Liệt chú trọng đến việc xây dựng một lực lượng thủy quân hùng hậu, lương thảo nhiều vô kể. Ngoài ra, hắn còn sử dụng bọn cướp biển để xung vào quân đội, với hy vọng bọn này thành thạo nghề đi biển, lại khỏe mạnh, hung tợn, sẽ mau chóng trở thành những tên lính thủy thiện chiến. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, vào cuối năm Đinh Hợi 1287, lực lượng hùng hậu của quân Nguyên với 30 vạn tên, 500 chiến thuyền và 70 vạn thạch lương chia làm hai đường thủy bộ tiến vào Đại Việt. Tâu bệ hạ, có tin từ Yên Kinh, Nguyên Chúa đang xuất binh xâm lược Đại Việt lần thứ ba. Bẩm, Thoát Hoan dẫn đại binh 30 vạn tên với 500 chiến thuyền mang theo 70 vạn thạch lương đang tiến sát biên giới Đại Việt ạ. Lần này thế giặc rất mạnh, các khanh liệu thế nào? Lần trước nước ta do sống thái bình lâu năm, dân chưa quen việc binh, cho nên khi quân Nguyên xâm lấn ta gặp nhiều lúng túng. Nay chúng lại sang thì quân ta đã quen việc đánh dẹp, thần nghĩ lần này đánh giặc sẽ nhàn hơn. Lần này giặc đã chuẩn bị quân tướng rất hùng hậu, triều đình nên huy động hết trai tráng khỏe mạnh để xung vào lính. Tâu bệ hạ, quân cần tinh chứ không cần nhiều, dù có đến vài trăm vạn quân mà không giỏi thì cũng thua mà thôi. Nay quân Nguyên cất quân xâm lược đất nước Đại Việt lần thứ ba, các khanh phải trên dưới đồng lòng quyết tâm quét sạch giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi. Tuân chỉ. Loa, giặc Nguyên xâm lược bờ cõi nước ta lần thứ ba, toàn quân dân chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Đây rồi, vẫn còn sáng bóng. Hey!
quốc công chắc đã có kế sách chống giặc. Trương Hán Siêu đã trình ta bản đồ và lịch trình sông nước của cả vùng này rồi. Ta phải đi khảo sát xem sao. Thưa cụ, cụ có thể cho ta biết con nước lên xuống của dòng sông này không? Lão bán nước ở bến sông này mấy chục năm nay rồi. Mời khách quan uống bát nước chè xanh nóng này đã. Rồi lão nói cho mà nghe. Chà ngon quá, cảm ơn cụ. Bẩm khách quan, bình thường thủy triều dòng sông này rất đều đặn. Nhưng trong mấy tháng nay, cứ đến tuần trăng là con nước lại lên xuống thất thường. Bẩm quốc công, sau lưng ta là năm nhánh sông đổ về Bạch Đằng, len quanh dãy núi Tràng Kinh. Trước mặt là các nhánh sông Chanh, sông Kinh, sông Rút dẫn xuôi ra biển. Dưới chân ta là cọc đá ngầm với năm cồn đá gọi là gành cốc. Thật là một nơi địa hình hiểm yếu, dựa vào thế núi, nương theo thủy triều, lợi dụng sức gió mà lập trận địa, ta sẽ đánh cho chúng không còn đường về cố quốc. Quân ta tiến đến đâu đều đánh cho quân nhà Trần thua chạy tan tác. Giờ chỉ cần nghe danh đại vương là hồn siêu phách lạc rồi. Lần này ta đã chuẩn bị 70 vạn thạch lương. Vua tôi nhà ngươi có lên trời, xuống đất, trốn vào núi hay lặn xuống sông, ta cũng bắt cho bằng được. Linh vật của lũ man dị, ta sẽ diệt tận gốc. Tận gốc. Bẩm đại vương, có tin thắng trận, tướng Ngô Ma Nhi đánh tan quân của Trần Khánh Dư và đã chiếm được cảng Vân Đồn. Vậy là thuyền lương của ta rộng đường tiến. Nay mai thôi sẽ tới nơi. Hứa nhau, lần này ngươi sẽ đại bại dưới tay ta. Bẩm, đoàn thuyền lương của giặc do Trương Hổ đang tiến vào trận địa của ta. Vì lực lượng của quân giặc quá mạnh, ta đã để mất cảng Vân Đồn vào tay Ô Mã Nhi. Nay chỉ còn một cơ hội để lập công chuộc tội với triều đình. Chúng ta phải đánh một trận quyết tử. Tưởng quân tướng bọn màn gì thế nào chứ? Chưa đánh đã trốn như chạch rồi. Bẩm đại vương, đoàn thuyền chiến tiên phong đã bỏ xa chúng ta rồi. Đại vương nên cẩn thận. Trần Khánh Dư đã bị đại vương Ô Mã Nhi đánh cho tan tác. Với một tướng quân ô hợp vậy, dám ló mặt ra nó không chứ? Người cứ lo xa.
Tâu bệ hạ, Trần Khánh Dư thắng lớn, tiêu diệt toàn bộ đoàn quân Lương của giặc, quân ta thu giữ được rất nhiều quân binh và lương thảo. Trần Khánh Dư quả là một tướng tài giỏi, đã lập công lớn chuộc tội để mất Vân Đồn. Chỉ một trận này đã khiến thế cuộc thay đổi. Bệ hạ đoán việc như thần, Thoát Hoan với 30 vạn quân, không thành trì, không lương thảo, lại gặp ngay kế vườn không nhà trống của ta. Bọn chúng sẽ lâm vào tình thế như lần trước, tự khắc tìm đường mà rút chạy. Thần cũng đã lên kế hoạch đón lõng chúng rồi. Bẩm bệ hạ và quốc công, trận địa đã sẵn sàng đón chờ quân giặc rút chạy. Chúng ta sẽ khóa chặt đường thủy bộ của quân giặc, dồn chúng vào đây. Và đây chính là một chôn lũ. Chè ngon quá. Trần Khánh Dư cướp sạch, Trương Hổ đã bỏ trốn. Sao lại có thể như thế được? Này, tuyệt! Bẩm đại vương, vì hết lương thảo nên con định vồ con gà dâng đại vương, nhưng gà đây chạy nhanh quá. Không lương thực, lại không có gì để cướp bóc, quân ta nguy mất. Thế là ta lại lâm vào cảnh như lần trước, không lương thực thực phẩm để nuôi quân thì làm sao có sức để chiến đấu nữa. Truyền lệnh rút quân. Là một lũ ăn hại. Trình quốc công, quân chủ lực của ta do Thượng Hoàng đích thân chỉ đạo đánh Ô Mã Nhi trên sông Kinh Thầy đang dồn chúng về hướng sông Bạch Đằng. Dạ, quân ta tập kích đội tiền quân của Lưu Khuê ở Trúc Động đã ép chúng chạy vào nhánh sông Giá chuẩn bị tới Bạch Đằng ạ. Bẩm quốc công, tướng giặc là Trịnh Bằng Phi đi đường bộ hộ tống đoàn thuyền đã quay ngựa bỏ chạy. Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi do Phản Tiếp dẫn đầu theo nhánh Đá Bạc vừa vào tới Bạch Đằng. Mọi hướng phải đánh chặn giặc, chờ thủy triều. Kìm chân, chờ nước triều rút. Rút quân! Với một đám quân ô hợp vậy mà dám chặn đại quân của ta. Bẩm đại vương, quân Man Di tự nhiên biến đâu mất rồi ạ. Không đuổi theo nước, dồn thuyền lại, cẩn thận bị phục kích. Thank you.
Tất cả quay trở lại, quay lại. Người còn không buông đao chịu trói à? Buôn Tâu, Đỗ Hành đã bắt được tướng giặc là Ô Mã Nhi, còn Phản Tiếp bị Nguyễn Khoái bắt sống. Thần vừa nhận được tin tướng quân Phạm Ngũ Lão đã đánh tan đạo quân bộ, Phan Hoan một lần nữa phải dẫm lên xác quân của hắn mà bỏ chạy. Tốt, tốt lắm. Sông Đằng một dải dài ghê, sông Hồng cuồn cuộn chảy về biển Đông. Những người bất nghĩa tiêu vong, ngàn thu chỉ có anh hùng lưu danh.